Bí quyết thành công xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn có bao giờ cảm thấy băn khoăn không biết người đối diện đang nghĩ gì hay không? Khi đối diện với một ai đó, liệu bạn có thể biết được những cảm xúc, những suy nghĩ chân thật nhất từ bên trong nội tâm họ hay không? Họ có đang nói dối bạn hay không? Đối tác đang ngồi đối diện với bạn trên bàn đàm phán, đang nghĩ gì và nói gì tiếp theo? Đôi khi chỉ cần một vài cử chỉ, một vài lời nói khéo léo cũng có thể tìm ra được chân tướng mà họ đang cố che giấu. Đọc người khác là một trong những công cụ quan trọng có giá trị nhất giúp ích cho bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đọc vị người khác để chiếm thế thượng phong, việc chủ động nhận biết điều cần tìm kiếm ở bất cứ ai bằng cách thâm nhập vào suy nghĩ của người khác. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để đọc vị người khác để chúng ta không bị lừa dối hay là lợi dụng? Có những cách nào để đọc tâm trí người khác? Các bạn hãy cùng với bí quyết thành công tìm hiểu về bảy bước trong video của bí quyết thành công ngày hôm nay. Chúng sẽ giúp bạn đọc tâm trí người khác và một số vấn đề về ngôn ngữ cơ thể đấy. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn thân mến, mọi hành động, mọi lời nói của con người đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ cảm xúc của họ. Từ những cử chỉ nhỏ nhất như việc nhìn vào tay khi lấy nòn nước hay là việc đồng từ được giãn nở như thế nào đến việc trả lời một số câu hỏi vô cùng bình thường cũng giúp bạn đọc vị được đối phương. Bạn sẽ biết được một người bán hàng đó có thật sự đáng tin hay không hoặc buổi hẹn hò đầu tiên có đúng như mong muốn của bạn hay là đi theo hướng khác. Và trong những cuộc thương thuyết, thẩm vấn và tranh luận, bạn có thể dễ dàng nhận ra ai đang ủng hộ bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, sức lực, thậm chí là tránh được cả những cơn đau tim. Với từ ngữ logic, sự nhạy bén trong từng suy nghĩ và cử chỉ, cùng với những ví dụ chân thật lại vô cùng cuốn hút khiến những người đọc hứng thú qua từng trang sách, như việc tiến sĩ David Lieberman đưa ra một ví dụ rằng Trong một lần trò chuyện thân mật với một người đồng nghiệp, bạn thấy cô ta với tay lấy chai soda mà mắt phải đẩy ý tới cánh tay trong quá trình với lấy nó, và trong lúc đưa chai lên miệng uống, Hành động này cho thấy người đồng nghiệp đang cảm thấy lo lắng, bất an và không tin tưởng vào năng lực thực hiện hành động mà bản thân cô ta đã thực hiện cả ngàn lần trước đó là lấy nước để uống. Hành động đáng lẽ ra không cần chú ý cũng có thể làm được. Điều này chỉ có thể giải thích là do ý thức của cô ta đã bị đánh độc ở mức độ cao. Và quay trở lại về câu hỏi đó là làm sao để chúng ta đọc được tâm trí của người khác. Bí quyết thành công xin chia sẻ với quý vị và các bạn bảy cách như sau. Bước đầu tiên các bạn cần làm đó là Chú ý đến khoảng cách giữa bạn và người đối diện. Họ càng đứng gần bạn thì họ sẽ càng tỏ ra gần gũi với bạn và ngược lại, khi bạn di chuyển đến gần họ, nếu họ lùi lại, điều đó có nghĩa là họ không muốn tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Trong trường hợp họ không di chuyển, nghĩa là họ muốn lắng nghe bạn, còn khi họ chủ động tiến đến gần bạn, điều đó có nghĩa là họ thực sự thích bạn hoặc họ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với bạn. Bí quyết thành công muốn chia sẻ rõ hơn với bạn về bốn mức khoảng cách như sau. 1 khoảng cách thân mật từ 0 đến 5 cm. Khoảng cách này chỉ được phép xâm phạm khi người khác có quyền lực hơn ta hoặc khi mối quan hệ giữa đôi bên trở nên thân thiện, ví dụ như là người thân hoặc là tình nhân. Hai là khoảng cách cá nhân từ 50 cm đến 1,2 m. Đây là khoảng cách cẩn thận theo bản năng trong lúc xã giao, những buổi tiệc tùng, gặp mặt hay là hội hè. Những đối tượng hay giữ khoảng cách này là những người quan tâm và chú ý đến bạn hay bạn bè, là những người có cùng địa vị. 3 là khoảng cách xã hội, từ 1,2m đến 3,6m. Đây là khoảng cách đối với những giao tiếp thương mại hoặc người lạ. Chúng ta giữ khoảng cách này với những người không thân thiết khi xã giao. Và cuối cùng là khoảng cách công cộng hơn 3,6m, giao tiếp ở nơi công cộng với người xa lạ hoàn toàn và đây là phạm vi được các chính khách ưa thích. Các bạn cũng nên lưu ý rằng khoảng cách này nên thay đổi tùy theo từng nền văn hóa chứ đừng quá máy móc nhé! Đến với bước số 2, đó là theo dõi vị trí đầu của người đối diện. Đầu của đối diện nghiêng quá mức bình thường thì thể hiện sự đồng cảm của người đó đối với bạn. Hoặc nếu họ vừa cười vừa cúi nghiêng đầu thì có thể là họ đang muốn bông đùa và tán tỉnh bạn. Khi họ cúi đầu xuống, ngụ ý là họ đang che giấu một điều gì đó. Nếu họ khen bạn trong tư thế cúi đầu xuống thì chứng tỏ họ còn rụt rè, xấu hổ và nhút nhát, hay giữ khoảng cách với người khác, hoài nghi hoặc đang suy nghĩ đến bản thân. Nếu họ cúi đầu xuống sau khi giải thích điều gì đó, điều đó có thể là họ không chắc chắn với những điều mình nói là đúng hay sai. Đầu ngẩng lên có nghĩa là họ đang nhầm lẫn hay là nghi ngờ bạn dựa vào cử chỉ của đôi mắt, lông mày và miệng. Bạn có từng thấy một chú chó ngẩng cao đầu lên khi bạn gây ra tiếng động buồn cười. Mặt khác, khi họ vừa mỉm cười vừa ngẩng đầu lên có nghĩa là họ thích bạn thực lòng và rất hứng thú trò chuyện vui vẻ với bạn. Các bạn cũng cần lưu ý rằng, ở một số quốc gia, nghiêng đầu thể hiện sự tôn trọng như là Nhật Bản chẳng hạn. Ngoài ra thì còn phải phân biệt trường hợp một số người buộc phải di chuyển đầu vì vấn đề thị lực nữa nhé. Mọi người hay nhìn vào những người mà họ thích, tránh nhìn vào người mà họ không thích. Và đến với bước số 3, theo dõi mắt của người đối diện. Chất hóa học thông kinh, oxytocin, chịu trách nhiệm làm gia tăng tiếp xúc bằng mắt. Mức độ oxytocin cao làm tăng tần suất tiếp xúc mắt và tạo ra một cảm giác hạnh phúc, làm tăng sức hấp dẫn, Oxytocin cũng làm tăng sự giãn nở đồng từ, dấu hiệu cho thấy sự quan tâm. Đồng từ của một người càng nở rộng thì họ càng thích người kia nhiều hơn. Một người liên tục nhìn khắp mọi phía có nghĩa là họ đang lo lắng, nói dối hay là bị phân tâm. Nếu nhìn xuống sàn nhà nhiều lần, họ tỏ về nhút nhát về e dê. Người ta có khuynh hướng nhìn xuống dưới khi họ đang lo lắng hay là cố che giấu cảm xúc nào đó. Nếu một người nào đó trông có vẻ đang nhìn cái gì đó xa xăm, thì họ đang tập trung suy nghĩ việc gì đó hay là không chú ý lắng nghe, phân biệt trường hợp gặp vấn đề về thị giác. Có một ranh giới giữa việc tăng tuần suất giao tiếp bằng mắt và việc nhìn chăm chăm vào ai đó một cách bất lịch sự. Bạn có thể gia tăng việc tiếp xúc bằng mắt bằng cách duy trì ánh nhìn khi bạn xoay đầu để tránh việc nhìn chăm chăm. Người đối diện sẽ không cảm thấy bị nhìn chăm chăm vì đầu của bạn chuyển động. Nếu một người duy trì tiếp xúc mắt với bạn, họ thích bạn ở một số nền văn hóa nhìn thẳng vào mắt người khác thể hiện sự thiếu tôn trọng điều này giải thích lý do tại sao ai đó tránh nhìn vào mắt của bạn với những người hay bắt trước hành động của người đối diện thì việc bắt trước hành động là kỹ năng xóa bỏ khoảng cách giữa bạn và người đối diện nếu ai đó hành động hay là bắt trước những điều bạn thể hiện đó là một dấu hiệu rất chân thực khi họ hứng thú trò chuyện với bạn và muốn tương tác tốt với bạn hơn đấy hai người thích nhau thường bắt trước hành động của nhau việc bắt trước này có thể giúp tạo nên sự hòa hợp và qua đó cũng có thể xác định được xem liệu người bạn đang nói chuyện có thích bạn hay không hành động này thầm gửi một tín hiệu đến người bạn đang nói chuyện rằng bạn thích họ tương tự họ thường có động tác giống bạn để cho thấy rằng họ thích bạn thỉnh thoảng trong buổi nói chuyện hãy thử thay đổi tư thế nếu người kia bắt trước bạn trong vòng vài giây có lẽ họ khá thích bạn đấy Thưa quý vị và các bạn, đọc vị hay là nắm bắt ngôn ngữ cơ thể của người khác là một trong những kỹ năng đặc biệt giúp bạn thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là vận dụng trong kỹ năng bán hàng. Một số người may mắn có thể hiểu nó một cách tự nhiên, thế nhưng hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn khi tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là câu châm ngôn được rất nhiều người áp dụng vào các chiến lược và kế hoạch của mình. Kỹ năng nắm bắt tâm lý người khác là một điều cần thiết cho tất cả mọi người và mọi ngành nghề và lĩnh vực. Doanh nghiệp muốn biết tâm lý của khách hàng và đối thủ của mình, những người yêu nhau muốn hiểu tâm lý của đối phương và rất nhiều trường hợp khác và sẽ ra sao nếu bạn có thể nắm bắt được tâm lý của người khác. Đến với bước số 5, nhìn vào cánh tay của người đối diện. Khi người đối diện khoanh tay lại, họ dường như đang khép mình lại với các tác động bên ngoài. Mặc dù một số người hành động chỉ là theo thói quen, nhưng cũng thể hiện là người khá dễ dặt và không thoải mái lắm hay là cố gắng che giấu một cái gì đó, nếu đang nói chuyện, bỗng thấy người đối diện khoanh tay lại và ngả người về phía sau, tức là họ đang không đồng tình với những điều mà bạn nói. Đối với một số người, vừa khoanh tay lại vừa dang rộng chân ngang vai hay là rộng hơn để thể hiện tính cách bền bỉ và uy quyền của họ. Nếu một ai đó đặt tay lên cổ hay lên đầu, họ đang rất mở lòng với những gì đang thảo luận với bạn. Nếu họ ném chặt bàn tay và chống lên cằm, họ tỏ thái độ cáu gắt, giận dữ và lo lắng. Thủ thuật nắm bắt tâm lý người khác dựa vào những biểu hiện trên gương mặt giúp bạn dễ dàng đoán biết suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện. Tiếp theo là bước số 6, chú ý đến những cử chỉ lo lắng. Một cử chỉ quen thuộc thể hiện sự thích hay là đang nghĩ về những chuyện mâu thuẫn, xung đột là dùng tay để vuốt tóc. Họ thường không nói thành lời những điều này. Nếu bạn thấy họ nhuyến chân mày lên, chắc chắn rằng họ đang không đồng ý với bạn. Nhiều người đối diện bạn đều kính mà thường đẩy nó lên xong mũi với về mặt cau có, ám chỉ là họ không đồng ý với bạn. Hãy thử nhìn xem liệu có phải chú ý để kính lên chứ không phải là tùy tiện điều chỉnh. Hãy thử xem liệu có phải là họ đẩy gọng kính lên bằng hai ngón tay hay không. Hay một cử động ngọ ngoại trong kính, về mặt nhăn nhó hay chân mày dướn lên là một lời cảnh báo. Lưu ý, về mặt câu có đó có thể là thể hiện họ đang mỏi mắt. Khi lông mày hạ thấp xuống và đôi mắt nheo lại, ám chỉ là họ đang cố gắng hiểu những gì bạn đang nói. Điều đó thể hiện sự ngờ vực, nhưng có thể giả định là họ không quan sát cái gì đó xa xăm. Nhãn mắt có thể là vấn đề thị giác. Nếu người đối diện nhìn chăm chăm xung quanh, họ đang suy nghĩ về bạn hay về quá khứ. Những cử chỉ về chân rất dễ phát hiện giúp bạn nhận biết về tâm lý của người đối diện, như nhịp chân liên tục, chuyển động bàn chân qua, có nghĩa là người đối diện đang thiếu kiên nhẫn, phấn khởi, bồn chồn, lo sợ hay là có cảm giác bị đe dọa. Đến với bước thứ 7, chú ý đến bàn chân của người đối diện nhịp chân liên tục hay là chuyển động bàn chân qua lại thường có nghĩa là người đối diện đang thiếu kiên nhẫn phấn khởi bôn trôn lo sợ hay là có cảm giác bị đe dọa nếu ai đó đang ngồi và bắt chéo hai bàn chân lại thể hiện họ đang cảm thấy thoải mái và dễ chịu nếu ai đó đứng thẳng hai bàn chân kẹp chặt vào nhau điều đó thể hiện họ đang thể hiện sự hoàn hảo theo một cách nào đó thỉnh thoảng hai bàn chân rất dễ bảo và dễ phục tùng theo ý bạn một người nào đó tán tỉnh bạn khi cố tình chạm chân của họ vào chân của bạn. Ý của họ là họ thích bạn và muốn tán tỉnh bạn. Một số người hướng bàn chân của họ về hướng mà họ muốn đi hay là đang quan tâm. Thế nên, nếu họ hướng bàn chân vào bạn, có nghĩa là họ đang rất chú ý tới bạn. Lời nói dối không thể lấp liếm được mãi vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Việc bóc trần sự thật càng sớm càng giúp bạn chủ động trong công việc và cuộc sống. Hãy lưu tâm những biện pháp trên và áp dụng thường xuyên, chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai qua mặt bạn được nữa đâu. Có thể thấy rằng, việc nắm bắt tâm lý người khác rất cần thiết cho mọi người, giúp bạn dễ dàng tiến đến thành công và tự tin hơn. Với những bạn làm kinh doanh, làm việc với con người nhiều thì càng cần kỹ năng thấu hiểu tâm lý người khác nhiều hơn. Nếu bạn đồng muốn nắm bắt tâm lý khách hàng để gia tăng doanh số hay là nắm bắt tâm lý sếp để sớm có cơ hội thăng tiến, hay chỉ đơn giản là muốn được chia sẻ với người bạn đời của mình nhờ kỹ năng thấu hiểu.